đầu video á, từ Sơn Bắc á, cũng gửi lời yêu thương và lời chúc sức khỏe á, đến á, cô dì chú bác á, anh chị á, và các bạn gần xa và cùng các anh đồng nghiệp á, ha, làm ăn được nhiều thành công trong công việc nha. Thì ngày hôm nay á, tiếp tục á, là đi thăm mấy cái lò lương nữa cô chú anh chị ơi, đi cuốn mấy cái lò lương đó. Thì ngày hôm nay á, cô chú anh chị đi từ Sơn Bắc đi có một mình nha. Đó thì anh em á, cũng bận việc hết rồi cho nên đi có một mình. Vài ba ngày nữa mình mấy anh em đi mới đi lại nha cô chú anh chị. Không biết khi nào, bị anh em cạc công chuyện cũng lâu dài đó. Rồi cho nên á, thì anh em khi nào quay lại á, thì sẽ hay cô chú anh chị. Chứ hôm nay thì đi một mình rất là buồn cô chú anh chị ơi. Nó thì cũng mới vừa tới cái điểm mới nè cô chú anh chị. Ủa cái điểm đầu tiên. Cái điểm đầu tiên mình chuẩn bị đi vô mình thăm nè cô chú anh chị. Đó. Hôm nay đi có một buồn, có một mình buồn lắm. Đó. Thì nói chung là mình phải chịu thôi. Mình cũng gắng cố gắng nè để làm những cái video và chia sẻ cho cô chú anh chị xem ha. Đó. Để mình đi dài dài vô cái lợp thăm coi có không nghe cô chú anh chị. Cái đầu tiên á. Để mình đi tới cái cũng sắp tới cái lợp rồi. Cái lợp rồi. Mấy mương này không biết có không. Mình xui. Cái đầu tiên nè. Coi có hiện tượng gì không. Một khu que của chú anh chị ơi. Một khu queo. Có gì không? Gọt một khu queo không có. Cái này nó khó. Rồi, chất ngoặt nha chú anh chị. Rồi, để từ Sơn Bắc đi thăm tiếp nữa coi có thì sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị xem nha. Cái đầu tiên chất ngoặt rồi đó. Đi tới cái tiếp theo nữa cô chú anh chị ơi. Đây nè, bẫy đây nè. Gì đó đó. Thằng chung đường mướn. Màu hay sao. Màu khu queo nữa hết dư rồi. Khui. Rồi khui rồi, hai con luôn. Hai con quá đã của chú anh chị ơi. Rồi nè, vàng nghính luôn. Con một, con ba với con nhất. Quá nái. Ngon. Co rồi đó. Có nhớt rồi đó. Mình đặt đầu này một cái nữa gì nè. Co nhớt rồi. Có nhớ rồi nghe. Ta thăm cái này một cái luôn rồi. Rồi đổ luôn của chú anh chị ơi. Rồi xa nữa. Đây nè cô chú anh chị. Rồi nè. Nhân nghính hai con đã gì đâu. Nhân nghính. Đây nè. Con này có không có mình đổ. Một khu queo. Đúng một khu queo thiệt. Hai bạn cua chạy ngóng. Rồi, để mình đổ vô rồi mình đi thăm tiếp nữa cô chú anh chị. Rồi, cô chú anh chị ơi. Là cái điểm này có một cái nha cô chú anh chị. Điểm bãi trống nè. Thoát qua bên đây nè. Thoát qua. Ôi trời. Đây nè cô chú anh chị. Thăm một mình ghét rồi. Đi cuồng dò. Có con gì không? Khui.
Ui khui. Đầu vô được con vàng ngính luôn. Ủa nó vàng cái này của chú anh chị. Hết biết rồi. Ủa nó vàng rồi kìa. Vàng hức luôn. Vô nó đã kìa. Nó nè, nó vàng này của chú anh chị. Con này cỡ 2 lạng. 2 lạng chắc luôn. Đó. Hoa đã. Ôi trời ơi, nó vàng. Vàng thật luôn của chú anh chị. Nè. Ngon lành chưa? Ôi ôi cái ức nó vàng. Nè. Đó. Hoa đã quá đã. Rồi để đổ vô đi thăm tiếp nữa của chú anh chị ơi. Đi lên trước mặt này có 2 cái nữa của chú anh chị ơi. Cuốn 2 cái. Đang đi trong cái vườn ổi. Qua 2 cái này cũng hy vọng dữ lắm nha. Hy vọng được. Hy vọng được 70-80% đó nha của chú anh chị. Nhìn chị hôm qua đặt cái khuôn này, 2 cái này nhìn thấy cũng đã lắm. Im lắm. Đây, bước vào. Ở ngay đây không biết. Rồi, ngay đây nè. Không biết có hay không. Trời ơi, con bìm bịp. Đủ vô đây. Mắc cỡ không. Ba cái hoa trinh nữ này của chú anh chị. Ba hoa trinh nữ này nấu nước cũng uống cũng được nha cô chú anh chị. Thuốc nam á là ở khu mình kêu mà bằng mắc cỡ không à. Có dùng ngoài á kêu hoa trinh nữ. Chui vô đây. 2 cái. Đây một cái. Đây một cái. Giờ thăm cái nào đây. Rồi, trước mặt thì mình xuống luôn đi. Chui vô cái é luôn. Im lắm này mà không biết có hay không. Dở lên rồi mới biết. Một màu có ướt gì không. Khúi khúi. Trời ơi, gì móng khé vậy trời. Cái này nó im. Im một cái tảng thần luôn. Không có trời. Con cua. Được con cua. Hai cái này im dữ lắm, im. Sao kỳ vậy trời. Đây nè. Rồi. Rồi cũng mở khu queo luôn. Khui. Trời ơi, hai cái này gì kỳ vậy trời. Cua nó ăn không. Rồi, đứt con chuột con của chú anh chị ơi. Để đi thăm tiếp nữa nha. Rồi lại đây có trước này có con cái của chú anh chị ơi. Lùm không nè, bụi. Lùm với bụi không. Đây nè. Có con gì không. Lọt nó đơn giản chứ vậy. Khui khui. Trời ơi, 3-4 con cua. 2 con luôn nha của chú anh chị. Cua cũng nhiều mà được 2 con lươn luôn. Nè. Đó. Cũng được được, kể đi có hơn không. Vậy cũng ngon rồi. Vậy cũng im rồi, cũng ấm rồi của chú anh chị. 2 con này tầm gì cũng cỡ 3 lạng. 300 g cũng ngon rồi. Đó. Rồi, để mình qua mình đổ mình thăm tiếp nha của chú anh chị ơi.
đang ở trong đường trong lùm lùm bụi chui khó lắm. Rồi để đi thăm tiếp nữa nha. Rồi qua điểm này có hai cái của chúng chị, tao cũng thăm hai cái qua đây coi. Có cái gì không đây? Phải đặt ngay đây không? Không phải, mương này cạn quá trời cạn. Ao này queo, nước đầy đầy, im. Ở đây cô chú anh chị. Nè, khu lồi mé luôn. Không có nữa rồi. Rồi, cái mồi tình hình không khui 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 trời nữa cái lời xinh luôn. Vậy đi con nào vô cái bóng chuột đứt quá trời nước cạn. Bên đây một cái nữa, nước cạn quá trời cạn. Ngay đâu ta, cái thằng này không, ngay đây nè, vứt giác đâu coi, giác hết nguyên cục sình quá. Khui 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 được hai chú, hai chú nữa chú anh chị nè, hai con nhất con nhì đó. Đây cũng vớt giác cũng được rồi, đỡ khổ, đỡ khổ. Hai cái được hai con đây, thăm hai cái này chú. Cái này nước cạn quá, cạn quá trời cạn. Cái này mà gặp mà nước cái kiểu mà nó đầy á của chú anh chị, nước nó nhiều lên á, nửa ao á, im. Em đi qua đó mình thăm cái nữa của chú anh chị, bỏ ở đây đi, bỏ lại đó này, ở đây mình thăm cái đây, cuốn cái này nè, coi tình hình nó sao, mệt quá, đuối, không thấy con gì hết. Không thấy hàng khủng long. Vô tán mẹ con khủng rồi, cho lấy cái hương phấn phong độ rồi lại cái không biết lọt đâu nữa phong độ kỳ vậy. Để bước xuống đây coi thử coi ngay đây nè chú chạy ơi. Rồi cục màu gì đâu mà kỳ cũng chết, mà màu nó khô còn hơn mà chữ khô nó khui đại coi. Mỗi khô hơn cái chữ khô nữa mà. Rồi cô chú anh chị để đổ ra đổ hai con đó rồi bắt đầu đi thăm tiếp nha cô chú anh chị. Hình như là mình còn có mấy cái nữa là hết rồi, còn có bốn cái lợn nữa ha, bốn cái lại mình đặt chung một khu đó. Để qua thăm, chạy tới thăm bốn cái đó một cái nữa còn sao ha, coi thành quả nó như thế nào ha. Người cô chú anh chị ơi, điểm này là cũng điểm cuối cùng luôn nha, điểm này có bốn cái nè, hy vọng cái điểm cuối này rồi sao. Ôi dồi ôi, nước hôm giờ không có vô chứ. Đặt mấy đường này khu quay hết trơn luôn rồi. Đất này mới vô nước thì kiểu này là tiêu rồi. Bốn cái này là tiêu rồi. Khu quay không? Đâu còn đầy. Này đó cái của chúng vậy. Đặt khu quay vậy đây có gì. Chết luôn canh nước
Đây một cái này. Canh nước mà kiểu này được rồi. Cái này không biết có không này. Mồi chìm gì không? Mồi có chìm mấy cô chú anh chị mà không biết bị khui. Trời ơi. Im không có luôn. Một cái. Không có cua luôn trời. Đây. Cua nước vậy đây, sao có. Khui. Đứt con chuột luôn. Rồi, còn hai cái nữa mình nhảy vào bánh coi làm sao. Cái này thì có nước nè. Mà nước cũng mới vô luôn. Đây nè. Còn hai cái cuối cùng coi làm sao. Lên tìm mà không biết. Tìm gì đây không biết. Lương quá. Thôi. Trời, có ai của chú anh chị ạ. Lên tim gõ gàng mà. Nè được hai con nè. Thấy chưa. Hãy dở ra cái lên tim mà. Nó để đây đi. Còn cái cuối cùng nữa coi sao. Cuối cùng vẫn có nước cũng có hy vọng nghe của chú anh chị. Chúng qua mình bay ngay đây. Bay qua ngay đây luôn. Bài đây qua đó có con chua ăn à. Trời ơi. Lợn ở đâu. Ngày đó cô chú anh chị. Chở ra cái. Lên tìm cái thấy có lý. Không biết lên tìm không. Ui nè. Ui. Trời ơi, trời cái này không có trời. Dở. Xong luôn của chú anh chị. Bốn cái. Được hai con nha. Rồi kệ đi có nhiều thì ăn nhiều. Cần nhiều. Nói chung cũng muốn cần nhiều. Mà nghe con cái có nhiều ăn nhiều của chú anh chị. Ăn qua đó đi. Giờ bay ngược lại nè, lầm cái đụng với ao cái gội luôn. 1, 2, 3. Ôi. Mệt. Mệt canh canh nè. Ôi. Đâu một cái vậy ta. Ở bên đó hai cái mà. Nhìn không thấy rồi bạn. Hai cái. Gì vậy? Ừ thấy rồi, thấy rồi. Ui. Này cạn nước quá. Đây cô chú anh chị, bốn cái. Bốn cái cũng được nửa ký. Nửa ký nha chú anh chị. Rồi vậy cũng ngon rồi. Con này 2 lạng mấy. Con này tầm 2 lạng mấy 3 lạng nha chú anh chị. Chứ nửa ký chắc không được. Con này chừng 1 lạng mấy. Rồi cô chú anh chị ơi. Bây giờ thì từ sân Bắc cũng xin kết thúc video luôn của chú anh chị ơi. Đường về xa lắm. Tầm chắc cỡ ký mấy 2 ký là cùng rồi cô chú thì ở 1,5 ký là chắc rồi đó. Đổ cái đó vô nó là 1,5 ký, 1,8 ký rồi. Trong này cỡ 1,3 ký, 1,4 ký rồi. 1,3 ký, 1,4 ký là chắc. Còn hôm nay tầm cỡ 1,8 ký rồi cô chú anh chị. Cũng được rồi, 10 mấy cái. Mình hôm nay thì mình đặt 19 cái nha cô chú anh chị. Thì tầm 1,8 ký lương là cũng thấy cũng ấm rồi ha. Rồi bây giờ thì cô chú anh chị á,
cũng cho Tư Săn Bắt xin kết thúc video luôn ha. Hẹn cô chú anh chị những cái video tiếp theo nữa nha. Và nhớ ấn like, subscribe và chia sẻ cho Tư Săn Bắt để nhận những cái video mới của Tư Săn Bắt nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ chào cô chú anh chị nha.